Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đồ như minh tinh Hà Thu gia nhập hội Fashion Icon mới. Được biết đến là Á hậu Hoa hậu Đại Dương 2014, Hà Thu thường xuyên xuất hiện trước truyền thông công chúng với vẻ đẹp mong manh dịu dàng tựa tiên nữ trong những bộ váy đầm. Thế nhưng trong bộ ảnh mới tung ra, Hà Thu khiến fan phải mắt tròn mắt dẹt khi thay đổi 180 độ. Hà Thu tự tin sải bước xuống phố với phong cách thời trang vừa cá tính vừa táo bạo, trông khá cool, ngầu nhưng cũng rất sexy hết lớp. Không những thế, nàng Á hậu còn cắt phăng mái tóc dài nữ tính, thương hiệu của mình được xem là quyết định khá mạnh bạo. Tuy nhiên với mái tóc bót ngang cổ, Hà Thu càng trẻ trung xinh đẹp và mang lại một vẻ đẹp năng động, tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, khi bộ ảnh vừa được tung ra, người hâm mộ còn được fan chóng váng với bộ sưu tập túi hiệu mà cô nàng đã dùng để mix và mát cùng trang phục. Những chiếc túi hiệu có giá đắt đỏ của Hà Thu được chọn lựa vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, tạo lên một tổng thể ngoại hình hoàn hảo. Xuất hiện với ngoại hình và phong cách thời trang hoàn toàn khác biệt, Hà Thu khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt với những lần lột xác ngoạn mục này. Diện chiếc body cực cúp, người đẹp khéo tôn lên vẻ đẹp nuột nà. Với lợi thế về chiều cao và số đo 3 vòng chuẩn, người đẹp chọn cho mình chiếc quần jean cạp cao ống rộng, vừa mang lại vẻ đẹp năng động vừa phô được vóc dáng mơ ước của mình. Nổi bật trên nền outfit là chiếc túi nhà mốt Dior với họa tiết mới nhất năm luôn được các tín đồ thời trang săn lùng. Chiếc túi trông khá lớn nhưng khi được mix cùng bộ trang phục này lại trở lên hài hòa và trở lên đến bất ngờ. Được biết chiếc túi này có giá 54 triệu. Trong bộ xui màu sữa được thiết kế khá đặc biệt, Á hậu Hà Thu khoe đầy đủ phần nhã nhặn cũng như lịch sự. Ngoài ra, để nhấn nhá thêm cho vẻ đẹp của mình, cô còn mix thêm bông tai, nhẫn hay chiếc túi dơ bóc của Bottega Veneta có giá 60 triệu. Sự kết hợp giữa hai tông màu đen trắng này luôn được giới yêu thời trang yêu thích, đơn giản nhưng mang lại nhiều hiệu quả tuyệt vời. Còn phụ kiện của nhà mốt Fendi nữa, Hà Thu lựa chọn làm bạn đồng hành hành động trong bộ outfit này. Chiếc túi này có giá 36 triệu. Trang phục màu xanh cuốn hút, Hà Thu toát ra khí chất người ngời. Được biết chiếc túi sách cô nàng mang là một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Bypha, cũng có giá là khoảng độ 15 triệu. Có thể nói sự thay đổi về phong cách thời trang của Hà Thu được xem là một bước ngoặt về sự đổi mới. Với stylist này, nhan sắc nàng Á hậu càng tươi trẻ xinh đẹp hơn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Hy vọng rằng trong sự nghiệp sắp tới của Hà Thu cũng gặt hái được chuyển biến tốt đẹp như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.